Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại mình đang có mặt ở tại trên xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Thì như tập phim trước mình cũng đã lên quay một vài cái hoàn cảnh gia đình của người đồng bào Mông ở trên này. Thì ngay bây giờ mình cũng sẽ đưa các bạn đi khám phá thêm một ngôi làng nữa ở gần khu đấy. Và cái ngôi làng này thì còn cái đường đi với lại cái bà con, cái cuộc sống nó còn khó khăn hơn cả cái ngôi làng ngày hôm qua mình quay. Bây giờ mình muốn quay để chia sẻ cho mọi người xem cái cuộc sống của bà con nơi đây. Và đặc biệt là ở trên này cuộc sống rất là khó khăn luôn. Mọi người xem phía sau tôi đây là toàn là đá mọi người ạ. Bà con sống theo kiểu như là canh tác ở những cái hốc đá, những cái gọi là tận dụng được tí nào hay tí đấy của những cái hốc đá như này để trồng những cây ngô. Ôi, các cháu đi học về à? Vào à, mới đến đi học về. Học ở đâu? Xa không? À, và các cháu đi về đường nào? Mấy đứa đi về đường đấy? Còn một mình qua đây à? Đợi chú với. Các bạn này đi đường này à? thế là ao đây. Mình theo chân mấy bạn nhỏ này đi vào không ạ? Ở trên cao nguyên đá trên này rất là mát mẻ. Quả thật là cuộc sống của mỗi một vùng miền, mỗi một nơi thì nó đều có một cái sắc màu riêng. Có một cái cuộc sống nó thật là tự nhiên hơn. Ở trên này thì trẻ em nó đi học cũng toàn đi bộ về thì mọi người đợi chú với. À, đợi chú với đi nhanh thế. Ở đây bà con tận dụng từng hốc đá, có một tí đất thôi là họ trồng đủ các loại cây này, rau cải này, trồng rau cải này. Đến đây được 2 ngạn rẻ, bên kia một tốp. Ồ, chào cô. Cô đang làm gì đấy? Không biết á. À, đang đào khoai lang. Cái này mình đào về ăn hay là lấy về mình cho lợn ăn? Ý là lấy về cho người ăn hay là cho lợn ăn? À, ăn này là ăn mần mà. Mần. À, mần bùng à? Ao mà là ao mà kinh hay là ao hử mua? À, ao mà kinh à? À, chị chắc thắng tay này. À, mình phải nói tính tay thì chị kiểu. Chị là người Mông. Người Mông thì chị chỉ biết nói tiếng Tày thôi. Ở đây thì bà con hình như là nói tiếng Tày là chính. Nói tiếng Tày là để giao tiếp với nhau. Bởi vì Tày Nùng ở trên này rất là nhiều. Sao thằng này là lẹo chứ mẹ? Tao lẹo cái này mẹ. À, chị mi cái lại cần đấy à? Thì cần. Thì cần nha. Pi này chị để cái pi à? Để thí tiếp rằng. Để thí tiếp rằng. Con mẹ nè. À, chị để thân thí tiếp pi rằng. 86 là. 86 à? À, 86 pi này em đẩy 38 nè. 38 pi. Chị sinh năm 86, năm nay 38 tuổi. Chị 4 người con rồi. Nhà chị Sơn Sơn dưới tầng đấy chị. Sơn chị dưới tầng đấy. Dưới tầng này à? À, nhà chị ở trong này. Ở đây đã như vừa nói thì bảo là bà con tận dụng từng tấc đất này.
tấc đất này. Đấy, tận dụng từng tí đất ở trong hốc đá này để trồng lên những cái củ khoai này, cái ngô này. Cái ngô thì lấy rồi. Bạn này cho tay vào mồm. Bé thường rằng, bé mưa rằng. Bé thường rằng. Ui này, đào vào rồi, cắt vào rồi. Đấy. Cái củ khoai nó nằm ở dưới đất thì nên khi mà đào thì không biết được nó ở chỗ nào đâu mà nó cứ bị móc vào. Ủ khoai này khoai tím. Cái này ngon lắm đấy nhỉ. Cái này ngon lắm. Cái này mình đem về mình luộc ngay hay mình còn để có để lại không chị? Để qua đêm rồi mình mới luộc hay là mình lấy về mình luộc luôn có ăn được không? Nghĩa là ong mưa là lâu tổng ngay à? Tổng ngay à? Hay là ao xe đấy mày? Ao xe để hưng mày. À. Thế này để ao mưa kinh thì cả ao mưa hết giống à? À. Đấy, đào hết rồi. Hết rồi. Lèo nhá. Lèo vô đây này, từng cái góc đất. Không, cái này ra đâu đó thì khoảng 1 mét vuông thôi. Đấy, 1 mét vuông. Mà đây thì được khoảng mấy cân rồi nhỉ cái này. Anh này đẩy cái lấy cân nha. Thả cân rồi nè. Mưa mưa thương răng. Mưa thương răng. À. Đấy, chị vẫn còn xem coi còn sót lại củ nào không đây. Thì ở trên cao nguyên đá này thì đúng là chỉ có đá thôi, mà đá thì lại rất là sắc nhọn luôn. Từng cái hốc đất thì mọi người, mọi chỗ, mọi nơi này người dân tận dụng từng tí một. Đây mọi người nhìn này. Ở đây là thuộc xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng. Học lớp 5 rồi. Đây thì cũng lớn rồi, giỏi nhỉ. Biết nói tiếng Kinh giỏi rồi. Đâu nhà con đâu? Nhà con ở đâu? Nhà đâu rồi chú đi về với? Ui. Ai nói ở trên đấy? Thấy không? Ở đâu? Ở tận đâu? Có phải nói với con không? Mẹ. À. Mình vào trong này nhá. Đường vào trong này à. Không biết là có nhiều nóc nhà không mà thấy có rất là nhiều xe ở trong này. Căn nhà đầu tiên này rồi mà không thấy ai. Không thấy ai nhà. Nhà này cũng mới làm này. Không ai nhà rồi. Không có ai nhà rồi. Nhà này à, gia đình này chỗ vẻ chơi đấy, chịu chơi đấy, nuôi chim này. Bản Mông ở trên cao nguyên đá này, đi đâu cũng đá này, đấy. Như tập trước thì mình có quay thì cũng xếp đá, làm những cái nền nhà như thế này, móng nhà làm ở ngay trên đá này luôn. Đây những cái phiến đá đẹp chưa, hình thù những cái cục đá như thế này nó
rất là đẹp nha. Nó như là ai chẻ vào, đập vào cho nó thành đường. Ôi, ở trong này, ở ngoài đường không nhìn thấy đâu, ở trong này khá là nhiều nhà luôn. Em chào anh. Đang làm gì đấy? Ở bên ngoài đường không nhìn thấy nhà ai cả, nhưng mà đi vào trong này rất là nhiều nhà nhỉ. Ôi, ở đây có một cái không khí rất là yên bình luôn. Mà đá toàn đá nhỉ. À. Hey, hey, thanh niên này ăn ốc ngô à? Cho chú với. Được không? Chú xin miếng được không? Tao cho một hạt thôi. Một hạt thôi. Được không? Một hạt thôi, một hạt. Ở đây làng mình này được bao nhiêu hộ nhỉ? Hả? Ui, đông vậy hả? À, nhà này cũng có một con bò như thế này. Hôm qua mình thấy bên kia cũng có một con bò như thế này. Ở nhà bên kia. Con bò này nuôi lâu chưa? Mới mua à? Sao anh nhỉ, mới mua 2-3 ngày thôi mà như kiểu là cái này, cái chuồng bò thế trước kia mình cũng có nuôi rồi đúng không? Chưa được bao giờ, chưa được bao giờ. Sao cái chuồng cũ rồi? À, thế thì ở núi đá như thế này thì mình chỉ có tự đi, phải đi cắt cỏ phải cho nó thôi nhỉ. Ừ. Đây hôm qua mình thấy ở bên kia cũng có cái cây như này. Cái này lấy về làm gì? Ổ gà. À. Nhà hai bố con ở nhà. Đây là nhà thằng em. À đây là thằng em. Thế mình có vợ chưa? Chưa. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 27. Ôi, 27 rồi mà chưa lấy vợ hả? Chưa. Hay là không lấy? Không phải, không luôn. Chưa lấy. À, thế ở trên này con gái còn nhiều không? Con gái cũng nhiều mà. Nhưng sao không lấy đi? 27 là muộn rồi đấy nhỉ? Là thấy thích thì lấy. À. Hay là mình chưa thấy cô nào ưng phải không? 27 mà. Con gái nhiều, 27 tuổi thì bây giờ nếu mà lấy thì lấy vợ tầm chắc phải 20 tuổi nhỉ? Phải đó. Thế ưng con nào chưa? Chưa đâu. Chưa đâu. Chừng ưng cô nào thì có cô nào giới thiệu cho cô ấy. Chưa có. Ở trong làng này có nhiều gái không? Trong làng này chưa có. À. Thấy ở đây mấy người con gái là 14, 15 tuổi là có chồng rồi mà. 14, 15 là có chồng. À. Có con. Thế là nhà mình đây hả? Nhà mình đây. Nhà có đông người không? Đông. Thế vào nhà chơi được không? Được mà. À, đi vào đi, vào nhà chơi đi. Tại vì không mở cửa thì đâu có vào được. Nhà làm rất là đẹp luôn này. Cái này có cái cây này lấy về chịu khó đấy. Nhà này là làm lâu rồi đấy nhỉ. Ồ, oh, thế là bây giờ có hai anh em ở nhà thôi à? Bố mẹ đâu hết rồi? Ôi, thế bố mẹ lại ở riêng à? Không phải đâu. Thế bây giờ ở đây là có hai anh em thôi. Đâu? Còn nhà nào nữa hả? À, nhà kia là nhà bố mẹ à? Thế thằng em là cũng ở với bố mẹ à? Thế
là mình một mình ở riêng nhà này? Không phải đâu, chỉ là đây làm bầu đây. À, làm thêm một cái nhà nữa để đây. Nhưng nếu giả sử bây giờ mình lấy vợ thì mình ở đây nhất nhỉ? Vợ chắc là ở đây không biết đâu. Nhà có đông anh em trai không? Nhà có hai em. Tức là hai người em nữa? Hai em trai. À, hai anh em trai hay là hai người em trai? Hai người em trai. Hai người em trai, mình nữa là thứ ba. Thế ngày xưa học đến lớp mấy? Em không học chưa. Ủa? Ngày xưa không học à? Nhưng mà nói tiếng phổ thông giỏi phết nhỉ? Không đâu. Không giỏi đâu. Nói thế là giỏi rồi. À, nên mình thấy có cả nước rồi có cả mọi thứ ở trên này, đồ dùng nữa, thì có tối có nấu ăn ở đây không? Không ăn đâu. À, là đi về ăn với bố mẹ. Ờ, mình thấy ở đây là có cả bếp đun lửa mà. Này. Bếp này, xong cái nồi này để đun cám lợn. Rồi còn cái này nữa. Cái này nó như kiểu là cái tự nhiên đấy nhỉ. Cái bếp này này nó như là cái này. À, như cái nuôi lợn nhỉ. À, thế là cái này như là cái lán chứ tưởng là cái nhà ở đây nhỉ. Nhưng mà so với người ở trên này thì như thế này cũng như một cái nhà rồi nhỉ. Nó như một cái nhà rồi đấy. Đây có cả treo cái ảnh Bác Hồ nữa cơ mà. Đấy, treo ảnh Bác Hồ ở đây nữa là như là nhà rồi. Hai bảy tuổi mà chưa lấy vợ. Đấy, nhìn cũng quần áo này kia là cũng sành điệu đấy. Ở đây con gái ở đây thì thường là cứ 14, 15 tuổi là lấy chồng rồi nhỉ. Nhưng mà sao bây giờ mình kiếm cô đó nữa 14, 15 không? Cô 14, 15. 18 tuổi được rồi. Mình thấy cái lạ lạ là cái can này, cái để làm gì đấy? Cái hai cái can này. Hai cái nào? Đó, cái can mà treo ở trên đấy. Hai cái can nữa. Hả? Để ở đây thôi. Không đi lấy nước lên để ở đây thôi. Này, hai cái can này. Đấy, treo ở trên đấy mà ấy là để làm cái gì ấy? Treo ở đây để lúc nào đi lấy nước thì tháo ra thôi. À, lúc nào lấy nước là tháo ra. À, tôi xem có cái nhà này có ai ở không? À, chơi tí. bạn này ăn ngô mà xin một hạt không cho nhá. Xin một hạt không cho nhá. Ủa, nhà này là nhà chính đúng không? Không phải lán nữa đúng không? À. Ủa, nhà nào cũng ở đây làm cái móng đá rất là cao. Không có người ở nhà không? Có ở nhà không? Ồ. Khung cảnh à. Ôi, chú chào con. Con một mình ở nhà. Có ai nhà? Bạn hả? À. Ôi ôi. Nhà nhiều ngô thế nhỉ. Thế con đang làm gì đây à? Con nhặt rau à? À thì con nhặt đi. Con nhặt rau đi để chú xem cái. Cái này nhặt để ăn, tối nay ăn á? Không phải. Thế thì nhặt làm gì? Đi bán à? Ồ, thế thì con nhặt đi. Chú vào được không? Chú vào nhà được không? Được. Chú vào tí nhá. Bạn đâu rồi? Ồ, tối nhà nhà ở đây hơi tối. Ủa, bạn nào mà bạn ở đâu rồi? Bạn đi đâu rồi? Xấu hổ à? Đâu bạn này đi đâu rồi? Úi, tối thế. Ôi nhà tối lắm.
Đâu con nhặt rau. Nhặt rau chú xem coi. Thế nhặt về tí nữa ai đem đi bán? Chị. Chị hả? Chị đâu rồi? Chị con ở đâu rồi? Ồ, ở đây nhà này thì có vẻ là chủ yếu là ngô. Thế nhà con là ăn ngô này không? Ở đây có vẻ như cũng khá là đông thành viên. Một giường, hai giường, ba giường. Thế bố mẹ đâu hết rồi? Đi làm ở đâu? Làm tối không về à? À, nhìn qua cái giường này thì mới rồi cái giường này nhìn. Thế tối con ngủ giường nào? Giường này giường nào? Con ngủ giường này. Bố mẹ ngủ bên kia à? Nhà này có vẻ là hơi bề bộn. Với lại tối nữa. Thôi con làm nhé. Ừ, chú đi sang bên kia thì. Đây, bé này bé đã nhặt cái rau này rất là ngon luôn. Sau này rau cải này, cái cây, cái canh này ngon lắm. Này, mẹ nó giảm nhặt được cái này này. Ồ. Thôi con nhặt đi nhá. Ừ, chú cảm ơn đã. Thanh niên này, đi tán gái à? Phải tán gái à phải. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hả? Học lớp mấy rồi? À, bạn này có phải bạn lúc nãy không? Thay quần áo nhanh thế. Thế nhà ở đâu? À, nhà con ở đâu? Nhà này hả? À? À, nhà con ở nhà này. Hỏi và đi tận gái à phải. Đây có cái ghế rất là đẹp luôn này. Ồ. Thì vào trong nhà này thì cái hoàn cảnh nhà này thì cũng khá là lụp sụp. Thì so với ở trên vùng cao thì như thế là tốt rồi, nhưng mà với mình thì mình cảm thấy nó hơi bị lụp sụp và lộn xộn. Nhà mà như thế này nuôi cả ngan này, cũng hai con ngan này. Con chào cô. Con đi đâu về? Một khát tử à? Một chế à? Một chế à? À chế à? À, chế ở nhà kia hả? Ủa? À, thế cầm rau cải đấy. À, cái rau này là đem về nhà. Cho. Thế là lúc nãy làm bé kia là bé cắt cái rau này. Rau. 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 Cái này đem bán hay ăn? Rau là từ rau chua. À, khai hay là amakin? Amakin này. Amakin. Ừ. Amakai là của khai, kin của kin. Nhìn vậy. Này bà cô. Bây giờ cô về nhá. Ôi, nhà nào cũng có một con bò, vài con bò. Ôi. Hey, chào thanh niên. Đang làm gì đấy? Hả? Ôi, chưa nhặt cái cây đấy á? Thanh niên này có vẻ ngại ngại. Nhà có ai ở không? À, đây có một bà chị thôi rồi. Em chào chị nhá. Chị đang làm gì đấy? À, chị cái kiểu là lại cũng thêu à phải không? Cắt cái này để thêu lấy làm quần áo à? Ồ, rất khéo tay luôn. Sao em xem thế nào. Ôi dồi ôi, cắt nhỏ thế này á? Đẹp mà. Nhỏ tí tí này. Cái kéo nhỏ siêu đây. Đấy. Ai chà, cái này rất là khéo tay thì mới làm được đấy. Ui. Giỏi thế nhỉ, cái này có một tí này mà chị cắt được cái này á? Rồi. Mình zoom lại như thế thôi nhưng mọi người ạ. Thật ra thì rất là nhỏ lắm. Đấy.
Ôi cha, rất khéo nhỉ, cái này lỡ một tí là cắt đứt ra đây. Cái kéo này nhỏ siêu luôn này. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 34 rồi. Thế mình có được mấy đứa con rồi? Ba con này. Ba con này. Đây à, đây là con này. Bạn bạn kia đang cởi quần nữa kìa. Ôi thanh niên này ăn bắp ngô này, cẩn thận đấy con. Đây chị làm ra những chiếc à, cái chị vừa cắt đấy là để làm mấy cái như thế này đúng không chị? Có phải không? À, đây cái rất là khéo tay mà để cắt làm ra những cái này. Đây này, khăn nhỏ tí tí cắt ra để làm được cái này. Cái bộ quần áo này rất đẹp luôn. Đã không ai trong nhà rồi. Mẹ em vào nhà chơi tí nhé. Ồ, nhà vừa tối. Nhà này rộng lắm rồi. À, nhà này như kiểu làm thuốc bắc. À, cái này là cái cỏ bò. Ồ, nhà này có vẻ có điều kiện hơn. Nó rộng to lắm. Mình à, như thế thấy nó tối tối không có bóng điện rồi. À, nhà rộng mênh mông. À, cuộc sống bà con ở trên này thì cuộc sống bà con ở trên này thì tức là họ cảm thấy có một cái gì đấy nó đơn giản thôi, không quá cầu kỳ, bởi vì họ sẽ ở cái gọi là cái gì vứt tùm lum cái đấy. Đây chị còn có làm cả cái này nữa, kia đang phơi rồi. Họ không nhất thiết là phải gọn gàng đâu, cứ làm về là vứt bừa đi. Cảm thấy cái cuộc sống nó cũng quen thuộc, quen đi, nó như một cái gì đấy nó không nhất thiết là phải. Ngay giữa cái làng mình đi qua thì đây, ngay giữa trung tâm làng có hai cây vải đẹp, cây vải to như ngay giữa làng. Ở trên này cao lắm mọi người ạ. Trên cao này rất là mát luôn. Nhà này đem cả xe vào trong này được. Chào chị. Đang làm gì đấy chị? Đang làm gì đấy? Hay lang mòn đấy. À, chị bao à? À, đang khóa rồi, nhà khóa cửa rồi. Chị bao à? Chắc à, chắc thính tay mẹ. Chắc phối tay mẹ. À. Răng ra. Này là thương chị à? À. Nếu mới cần nhiều thương nè. À? Cần thọc kìa. Cần thọc. Cần thọc vô đây. Chị Peter mà. À, bọn Peter Thư à? Ờ. Chị Peter mà, nghe Peter mà, hay là Vũ Sườn? Ba lần nhờ. À. Ôi, có máng này sỏi thế này, có máng này. Máng à? Nó văng nó, anh này. Nó văng nó. Nó văng nó, xuống đây. Xuống đây à? Này mắc trí vớ. Ờ, mắc trí cho nó văng nó.
À. Mình cũng mới co thêm này. Chị không biết nói tiếng phổ thông. Chị có biết nói tiếng Kinh không? Không. Không biết đâu. Không biết đâu. Thế là biết nói rồi. Ở trên này còn có nhà nữa phải không? Trên này còn 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 mấy nhà? Bốn nhà. Bốn nhà nữa à? Nhà. Thấy giống như kiểu hết đường rồi mà nhảy. À đây, bên này mở cửa mà. Thế chị có một mình ở nhà thôi à? Ý là nắm mấy cân cân đéo tay nó xưa à? Nắng mi đó. À, cân tọc à? Cân bạc với tôi à? Bên lần à? Bên lần nha. Lỗi em thôn sư. Còn bạc là bên lần nha. Ý bác gái nói bảo là bác trai thì đi chơi rồi. Đấy, trẻ con thì đi học. Ở bên đấy là mưa nữa. Đây, đầu làng phía bên kia là đấy. Làng xóm ở trong này thì đá là đá thôi. Cứ nhà này qua nhà nọ thì cái đường nó như thế này mà mọi người. Mình đang đi đi qua đây xem coi còn có căn nhà nào ở bên này nữa không rồi. Lúc nãy thì nó hơi se se lạnh, bây giờ bước một hồi trong làng ấy nóng rồi. Cuộc sống mỗi một vùng miền thì họ không phải cầu tiến hay là cái gì cả, họ chỉ mong muốn làm sao cuộc sống nó đủ thôi. Ôi, ở đây có một cái con đường đi vào này. Họ chỉ cần cuộc sống thường ngày ăn no đủ là được, chứ không nhất thiết là phải thật sự giàu có hay là mong muốn điều gì khác. Bởi vì ở đây thì họ đất đai như thế này, mọi người xem, trồng được cái cây gì đâu. Đá là đá không. Đấy. Mình thử đi lên một đoạn xem cái còn có nhà nào không. Như cái đường này chỉ cho đi làm nương không phải. Rồi rồi. Đây mọi người nhìn này, hình dạng trên toàn là núi đá như thế này. Ở những cái vùng cao của người đồng bào người Mông ấy, thì cả Việt Nam nói chung thì Cao Bằng nói riêng thì mọi người cũng đều muốn sống ở trên những cái vùng đất rất là cao và nó hiểm trở, nó như kiểu là tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Xong rồi bà con lại cố gắng làm thế nào để cho có cái con đường mòn khó khăn và cực kỳ khó khăn để đi về đến bên thế giới bên ngoài. Quả thực mình rất là nể phục những con người đi tối rồi mà đi lấy cái gì, lấy rau lợn. Rau lợn á? Thế anh đi với được không? Hả? Đi xa lắm á? Xa là tận đâu? Trên kia. Đi theo thì có sợ à? Có sợ chồng không? Có chồng chưa? Đâu, đi nhanh thế, đi tận đâu lấy? Ui, hoa. Ui, cái này núi đá này mà đi. Đâu, đi tận đâu? Trên cao, trên qua cái rừng kia không? Ui. Thế hey, mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay. Ừ? Ôi,
học lớp mấy rồi? Học lớp 10. Lớp 10 thì năm nay là 15 tuổi rồi nhỉ. Ôi thanh niên này à, lấy cái này làm gì đấy? Lấy cái này làm gì đấy? À. Ôi 10 à. Bé học lớp 10 là đang còn học à? Ôi ôi. Đấy, cô bé này leo trên núi đá để lấy cái dao lợn. Thật ra đây, nguy hiểm chưa? Bé mà học à? Học lớp 10 mà chưa lấy chồng thì cũng khó, cũng hiếm đấy nhỉ. Em đã có người yêu chưa? Chưa. Học lớp 10. Nhà có mấy chị em? Có ba chị em đi lấy chồng rồi. Ba chị em lấy chồng rồi. Còn hai em nữa. Thế là nhà có 5 5 anh em à? 6. Ui dồi. 6 chị em. Thế bé có định học hết không? Học hết chứ. Học hết 12 không? Cũng không biết nữa. Bạn này tuổi mà bảo là chưa có người yêu thì cũng lạ đấy nhỉ. Thì à, thường là người Mông ở trên mình á, thì 14, 15 tuổi là có gia đình rồi, có chồng con rồi. Nhưng hôm qua đi sang bên kia thì có hai cô 15 tuổi, một người thì đã có 16 tuổi, đã có con bé rồi. Tại người ta xinh đẹp mà. Xinh đẹp á? À? Cái bé này cũng xinh đẹp. Đấy, cái cây này là để cho lợn ăn. Đeo găng tay. Đây nó dính dính. Này, chạm vào tay nó dính này. Ui 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 ui, đi dép mà. Đây. Ui. Leo ra. Nghe chưa? Đấy, đứng ở ngay vách đá này mà. Bé tên gì? Tên Xía. Xía hả? Xía hay là Khía? Xía. Xía. Bé Xía. 15, 16 tuổi rồi mà chưa có người yêu đây. Vâng, có lẽ mình kết thúc video tại đây thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.